đồi này có cái dốc, dốc để đi lên. Cái dốc này á, trong một số sách tài liệu ghi là dốc Mộng Cầm, dốc là mất dốc Mộng Cầm. Nhưng mà đặc biệt cái người Quy Nhơn, người ở đây nè, họ không chịu như vậy. Họ nói rằng dốc này là dốc Mai Đình mới đúng. Cái người mà thương yêu ổng và nuôi bệnh ổng những ngày cuối đời đó. Thì vừa qua đó, một số bài báo họ có nói rằng là năm 36 đó, là hàng mặt tử Mộng Cầm á, là hẹn hò nhau là ông Hoàng đó. Một hôm á, thì buổi chiều á, là trời mưa, thì hai người mới trú mưa gần một cái ngôi mộ, ngôi mộ cái huyệt mà người ta mới vừa lấy cải tán lên á. Thì như vậy có cái chất phốt pho nó thấm vào Vĩnh Phong. Cái này thì không hợp lý, hoàn toàn là vô lý. Tại vì nếu mà như vậy Vĩnh Phong thì bà Mộng Cầm phải bị theo luôn. Cái này có mình ổng bị, Mộng Cầm hiện nay vẫn sống khỏe mạnh mà. Cho đó là do Hàm Mặc Tử bị nhiễm phong trước đó. Nhiễm phong trước đó thì sau này mất năm 40, tức là mới có 28 tuổi thôi. Thì một tí xíu nữa đây để cho nói luôn là khi bà cô chú anh chị vào đó, mình viếng mộ Hàm Mặc Tử thì đó cái mộ cũng bình thường thôi, không có gì hết. Ta viếng mộ sau đó mình đi lên ở phía sau mộ là hiện nay có một cái quầy. Cái quầy này chuyên môn là bán với những cái bức tranh bằng gỗ đó, cắt chữ lên bằng bút lửa điện đó. Và cái người mà coi cái quầy này là ông họa sĩ gọi là Dũ Kha. Ông này được xem như là cái người mà giữ lửa, giữ cái hồn của thời Hàm Mặc Tử. Vì sao? Vì khi vào đây á, vào viếng mộ xong á, cô chú chị cô lần lên cái quầy này, chỉ có ông này ông sẽ kể cho mình nghe rõ hơn về cuộc đời thời Hàm Mặc Tử và những ngàn thơ đi qua đời của ông này. Và đặc biệt ông này người đọc văn bách, đọc rõ từng cái lời thơ Hàm Mặc Tử, bài nào cũng đọc thuộc hết, đọc từ trái sang phải, từ phải sang trái. Đọc xong thì mình ủng hộ bằng cách là mình mua những cái bức tranh bằng gỗ đó, khắc thơ Hàm Mặc Tử lên, khắc kỷ niệm Quy Nhơn ngày mấy gì đó. Thì mình cứ ủng hộ cho người Dũ Kha ha, vì ông này rất là có tích công. Hàng năm nào ông này có tích công vào tới Sài Gòn, tới quận 7 á, cái đại lộ Nam Sài Gòn á, để mà thân cái bà Mộng Cầm. Bà này là người rất là hạn chế tiếp xúc với báo chí, bà không tiếp xúc với ai hết á. Còn Dũ Kha này năm nào cái gì của bà cũng vào chụp hình, xong mà mang hình đó về trên ở đây nè, để nói cho khách mình tin hơn. Vì coi như là có ổng thì mình cũng biết nhiều hơn về thơ Hàm Mặc Tử. Và một cái là khu du lịch Gành Ráng, tức là cái bãi trứng ngày xưa, cái bãi đá mà có bãi tắm mà có những cái viên đá được hình bãi trứng á, bãi trứng. Và cạnh đó, nếu mà nói thực sự là bãi tắm hoàng hậu mới đúng, tức là cái chỗ đó ngày xưa có ngôi biệt điện của Ngô Đại ổng xây dựng. Và ở đó quanh vùng lại là có một bãi tắm này dành cho bà vợ ổng tắm, là bà Nam Phương hoàng hậu. Vì Bảo Đại là vị vua mà độc nhất trong vòng 13 vua nhà Nguyễn, là người bị Tây hóa đi du học về, chỉ có mình ổng thôi là. Không biết bấm lộn cái nước nào mà bấm lộn nào không.